sao sao chú cái bình bông đó là của ai chú? Của cô sư ở thành phố Hồ Chí Minh anh vô. Dạ. Có để cái bảng là bốn chữ con nhớ thầy nhiều lắm. Ồ được quá ha. Chắc vị sư cô này ngày xưa chắc cũng biết không chịu chị vậy. Không mà ngày xưa chắc người cũng ở đâu gần đây. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, kính thưa đồng đạo thân mến, hôm nay là ngày 13 tháng 5 2022, thì chỉ còn có 5 ngày nữa là tới ngày 18 tháng 5 mùa gì ơi. Hôm nay thì Tùng Quê cũng có dịp đến chùa Thầy An Hòa Tự để thắp viếng và kính mời quý vị cùng chúng tôi để đi một vòng ha. Đi một vòng để mình thăm viếng, thấy bữa nay nữa thì bà con đi viếng cũng khá đông. Bà con đi viếng khá đông. Thấy bà con đi viếng mà mình cũng rất là mừng, bởi vì Đức Thầy cũng thường ao ước mơ thế giới lăng hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Thế nên thấy bà con mình viếng chùa lại Phật mình cũng rất là mừng. Thì kính mời quý vị hôm nay cùng chúng tôi đi một vòng ha, để mình xem coi quang cảnh chùa Thầy mình hôm nay như thế nào. Kính mời. Kính thưa quý vị, thì sáng này thì chúng tôi thấy bà con đi cũng khá đông. Bây giờ mình đang ở trên đường lộ trước cổng chùa. Bản cổng chào phía bên trại cơm cũng rất đẹp quý vị. Mình được thấy thì cổng chào cảng đường cũng đã thực hiện xong và kính mừng đại lễ 18 tháng 5. Cổng chào này nếu ban đêm là sẽ có đèn đẹp nha quý vị. Kính mời quý vị đi cùng chúng tôi tham quan đây, qua tới bên cổng chào phía bên kia. Cờ qua cũng treo lưỡng biên rất đẹp. Chào lá dưa đó rồi. Buổi sáng này bà con lúc này khoảng 8 giờ bà con chùa thấy cũng đông rồi ha. Cổng với chiếc cũng khá đẹp, hôm nay đã hoàn chỉnh xong. Thế còn chờ đợi sẵn sàng ngày lễ thôi quý vị ơi. Trời nước cũng đã treo mình chính giữa. Cái thôi vậy, kính mời quý vị cùng chúng tôi chào mừng quý khách và đồng đạo trạm cơm số 4. Trạm cơm số 4 cũng đã dựng xong rồi, chút xíu thì mình sẽ tham quan trạm cơm số 4 nha. Chút xíu mình sẽ tham quan. Nhiều hạng mục đã xa làm rồi. Kính thưa quý vị, là khán đài cũng làm hiện tại cũng được mặt trước rồi. Hiện tại cổng ngang đường kính mừng đại lễ hai đầu của chùa cũng đã làm xong quý vị. Anh Tư phải không? Rồi. Quay bữa nay thấy nó rực rỡ, thấy cái chùa mình thay đổi, có cái sự thay đổi rất là đẹp phải không? Nhanh chóng luôn.
Thôi từ trưa đó đến nay không có đi thăm vô tiếp mà. Mới ngày qua đi qua đây tham quan ông bạn đi qua tham quan coi mấy cái sao đó rồi bắt đầu là thấy ổn định, thấy rất là tốt rồi. Dạ, có thêm đèn thêm không? Không. Dạ. Bây giờ chiều nay coi kiểm soát lại vấn đề là cái xe cái ánh sáng của mình coi. Ừ. Nó chắc cỡ năng lượng cái nào. Ờ, đi đây chơi. Có hỏi thăm cô đèn này được sáng đêm không? À, cái đèn này của các anh mình làm có kiểm tra kỹ hay là được sáng đêm ha? Tra rất là tốt. À. Sáng rất là tốt luôn. À, kính thưa quý vị, anh vậy là anh đang uống nước hay vậy? Uống nước, tính kêu uống nước chơi. Thôi đi em. Dạ. À, bữa nay xe cũng đông quá vậy. À, cổng chào trước ban trị sự cũng rất đẹp quá vậy. Chào mừng quan khách và đồng đạo. À, kính thưa cổng chào cũng làm xong và mình ghé thấy các anh mình đang có đó rồi coi qua Nguyễn Chiến. Ủa khán đài mình chưa xong hết Dũng. À kính thưa quý vị, khán đài cũng còn đang chuẩn bị. Kính thưa quý vị, khán đài đã làm mặt trước xong và các anh cũng tất nhiên tiếp tục để làm mặt trong quý vị. Hôm nay thì bà con đi tham quan cũng khá đông nha. Thôi mình trở về chùa giếng rồi thăm cho bà con đi trong chùa cúng đông không. À, kính thưa quý vị, bà con này cũng hơi đông rồi nha. Ô chào ba anh, bữa nay thấy bà con đi hơi đông phải không? Bà con đang đi đông ạ? Đông hôm qua hả? Bắt đầu mình tiếp khách bắt đầu kể từ ngày nay ngày mai ha, tiếp tục của bà. Mấy bữa gầm chó phải tới luôn. Anh em mình chuẩn bị phân công đầy đủ phải không? Dạ. Thấy bà con tới cúng mà nhiệt tâm thấy cũng mừng quá ha. Hình như bà con ở xa không? Ủa, cũng bữa nay có bông, bữa nay có cấm bông chưa? Bữa nay cấm rồi. Cấm hả? À, kính thưa quý vị, bữa nay ngày 13 thì chuẩn bị đội cấm bông ngày nay phải cho đội sống. Dạ. Trong tổ Hương Đăng mình đó Dương Ngừ rồi. Hả? Tổ Hương Đăng mình đông không? Hương Đăng mình tới 18-19 người rồi. Dạ, phải phân công đầy đủ ha. Ừ. Thiếu nữa đó. Anh hiện đang lãnh trách nhiệm gõ chuông hả? Không có cái này ngồi đây chị. Và đỡ cho mình tiếp đó. Dạ. Sắp đặt lại. Bữa nay mình không có gõ chuông ha. Ừ. Dạ. Thôi chào anh nha. À, mình đi một vòng để mình tham quan trong chùa nha quý vị. Các kỳ Phật ở trên. Đây là bàn Lạt Ma Tổ Sư. Chuyên dung thầy của gì ông làng đẹp dữ à. Ha ha.
Mì quê quê quý bình thường. Ủa hôm nay chưa anh hay dặn không? Không có hả? Chưa ra. Dạ. Sao chú cái bịch bông đó là của ai chú? Của cô sư ở thành phố Hồ Chí Minh đang vô. Dạ. Có để cái bảng là viết 4 chữ con nhớ thầy nhiều lắm. Ồ được quá hen. Chắc vì sư cô này ngày xưa chắc cũng biết không chịu chị vậy. Không mà ngày xưa chắc người cũng ở đâu gần đây biết mình có biết thầy á. Nhưng mà làm bao cái thấy nữa hả? Thấy không à, tất nhiên mấy người lại tới đây cúng đồ giếng đồ đó là tất nhiên là thấy thầy không à. Gì hả? Nó dẫn gì vậy? Hết sức gì hả? Hướng dẫn đường gì? Ồ gì hả? Uống hả? Hay quá hả? Uống rồi coi như là giúp đó là thấy con thường theo bảy chữ đó. À, kính thưa quý vị, mình được biết là có một vị sư cô ở thành phố, ngang chủ trì thành phố tặng cái chậu bông lan này cho thầy nè quý vị. À, cái bình bông này nghe nói trị giá 5 triệu bạc đó quý vị, từ thành phố đem vào đây, quá đẹp, tặng cho thầy một vị sư cô. Tâm bản là không thấy. Không thấy không. Nó là bông thiệt chứ. Rồi, bông thiệt không nhớ đây. Để ở đâu nè? Dạ nhà con sát chủ. Gần đây hả? Nên dạ sát bên. Tên gì? Tên Hiếu. Hiếu hả? Dạ. À, thấy Hiếu cũng nhiều tâm nha, đến chùa hôm dài cũng thường xuyên lắm ha. Dạ nhà là con kế bên. Đây tới ngày 18 mình phải trực tiếp rồi ha. Dạ dạ. Ừ, trực tiếp để mình lo tiếp các chú các anh nhiều việc lắm ha. Dạ dạ dạ. Giống như mình là người địa phương là mình lo cho tất cả đồng đạo ở phương xa về đó cho dạ. Nó chu toàn. Dạ. Nghe có điều quan trọng là giấc tối á, bà con mình có thể thiếu chỗ ngủ rồi điện chiếu rồi coi mình có tiếp được cái gì có đó đó mình lo ha. Dạ có đầy đủ. Thì đó quan trọng lắm đó. Dạ. Hán lại nhớ hàng nhớ dặn nha. Dạ. Rồi chào cưng. Dạ. Bà con đi cũng quá đông quá vậy. Chậu bông quá đẹp. À, kính thưa quý vị, đây là bàn thờ cúng quyền của những quý vị. Bàn thờ cúng quyền của chùa thầy thì tới bữa cơm nào cũng có bưng lên một mâm để cúng cúng quyền. Thì bữa nay cũng đã dọn cơm cúng xong. Có một mâm cơm cúng cô quyền. Kính thưa quý vị, chúng tôi ghé nơi đây là tiểu ban tống phát hành sấm giảng nha quý vị. Ừ, chào mấy chú bên ăn tống phát hành sấm giảng. Ồ, mấy chú mình sống ở đây đầy đủ quá vậy nè. Cái tổ này vui vậy đó, cái tổ đầy đủ. Đây là ngày đại lễ 18 tháng 5. Năm đó là 83 năm. Cho nên đó là anh em chúng tôi đó là đến đây đó để là mà là phát hành đó là kinh giảng đó là với tâm bảo của quyền cho bà con ở phương xa đến đây để mà là cúng lại là làm đúng theo là cái lời của Phật đã dạy. Cho nên nó là mới đến đây là đầy đủ là có là đầy đủ như là đây là con trước hết đó là có ông trưởng ban là ông đó là à, ông ba rồi là hai nữa là quay phim là có cái ông thì có không có trưởng ban được tổ trưởng với trưởng ban được còn anh em chúng tôi đây là nhân viên ông bà chưa có tiếng nói anh Bà Phước. Bây giờ anh Bà Phước nói câu chuẩn bị mình bây giờ chân dung tâm bảo thầy mình về đủ chưa anh?
hôm nay cũng tương đối về cũng sắp đủ đó rồi, các cái công việc cái trong cái tổ phát hành sấm giảng thì họp là định kỳ thì đã có tổ chức sẵn. Khi khu Sùng Tiền ra thì đưa cho các tổ làm khu như Chân Dung Thầy, Tam Bảo, Cửu Quyền, Sáu Chữ Di Đà. Thì đến hôm nay thì các tổ nhận làm cho tổ hành giảng thì đem đến rất là đầy đủ. Xong hết chưa anh? Xong hết chưa? Chắc còn có một chút ít thôi chú chị thôi. Cái kho bên kia thì mình đã đại kho đó. Còn giảng cũng vậy, hai đợt rồi thì nói về tung chỉ là 30 ngàn miếng chỉ thì nhà anh cũng đã giao xong. Giao xong. Thì cái từng bước thì chúng ta chuẩn bị là sắp đã đến ngày là đại lễ thì mấy hôm dài thì có đồng đạo phương xa điển hình như từ Hà Nội á. Hai ngày rồi Hà Nội cũng có vô. Dạ. Chúng quy theo đạo Phật giáo Hảo, người ta cũng vô đến đây để người ta tìm hiểu rồi người ta thỉnh giảng về người ta xem tu thiền. Thì cái điều đó đối góc độ của tổ phát hành sấm giảng thì mình cũng rất là hân hoan để mình làm cái phận sự mình để tạo điều kiện cho đồng đạo khắp nơi về đây dự lễ để có giảng xem tu hành phụ thờ cho nó có đầy đủ theo cái nghi thức của tôn giáo Phật giáo Hảo. Thí dụ cho đồng đạo mình tới đây mà nếu căng một bộ sấm giảng đi coi và một bộ thờ để thờ thì mình ở đây sẵn lòng đáp ứng. Có thể những cái người đã người ta quy theo đạo rồi mà ta không điều kiện từ xa các vùng ngoài tỉnh ngoài thậm chí ngoài Bắc luôn thì người ta cũng gửi gắm những người vô đây tỉnh về người ta coi nó tu học thì đằng nào mình cũng đáp ứng đầy đủ tặng cho bà luôn, con về luôn không lấy dạ, tiền. Dạ dạ. Đây mình có sẵn sàng để mình tặng cho bà con mình một bộ sấm giảng thầy và một bộ thờ. Có tinh thần để ổng là theo là lời của là thầy đã dạy, có đức tin, có đức tin cái niệm Phật. Tôi mới nói là như vậy thì là anh có duyên lành với là đức thầy đó, duyên lành với thầy đó, có duyên lành với đó được cùng điên chẳng kiếp trước thì duyên phần. Ngày hôm nay anh mới được là vô đây để ngày đại lễ 18 tháng 5 là để là vô đây để anh cúng là Phật thì là quá quý rồi. Là còn là phần của anh đó là nghĩa là tôi cũng có phiên anh bây giờ anh đó là giấy tờ này nọ là đầy đủ hết, nhưng mà là cái anh muốn là như vậy đó thì anh muốn là về đây tu không, những về đây tu thì là tôi cũng hướng dẫn cho ở chỗ kiếm là cho anh đó về đây tu, bị anh về đâu thắng mà đó hả, về đây tu là nó im lắm. Thì là nói là nhiều lần rồi anh xúc động đó là anh rơi nước mắt 3 lần. Như thế hả? Ổng là người ở đâu à? Người Hà Nội. Hà Nội hiện giờ ông ở là quê ông ở Quảng Bình, gần với ở Ninh Bình hay Quảng Bình. Cảm ơn quý vị, chúng tôi chẳng thấy anh Bảy Giớt, chúng tôi đem khuôn tới nồi quý vị ơi. Chào anh Bảy Giớt. Xong hên thế. Đội gì trong tổ tổng phát hành sấm giảng thì cũng đang đem củ quyền về. Anh Bảy ơi, chuyến này mình đem có dư không hay là có dư dư nhiều chút nữa ghi vô nha. Điện ống không, tôi điện không điện, điện chưa ống ở đây chung em xuống điện ống không ơi ơi em tính điện mà không có quẩn mà để điện chỉ có chuyện dùng thôi. Ông nghe là vô là bên đó là chỗ kia mà phát hành hai tuần kiếm không công chuyện là qua lẹ đi. Vậy là ông đi nằm đó ngoài hả?
Rồi cũng nằm thuốc chẳng phải có ra được đâu, nằm trong bờ tu. Ờ, nằm thuốc hả? ông gặp tôi cũng nói ngay cô số diệu, bây giờ cô là giảng viên luôn cũng được, cũng tự cô đọc được. Tôi đọc cho nó nghe. À, kính thưa quý vị, phía sau bây giờ chúng tôi hiện thấy là mấy cái chỗ mà để đẩy nước đó, là bà con mình đã che sẵn hết trơn quý vị. Đây là những cái chỗ để đẩy nước nha. Mô hình này bữa nay nó cũng thấy anh em mình đã thực hiện cũng ổn rồi đây. Ghé thăm coi. Xong chưa chú? Dạ, còn hơi đây. Dạ. Xong rồi đó. Dạ. Hàng đi, hàng xong rồi ra đi rồi chấm. Chưa xong hả chú bé? Ngày nay bắt đèn nó biết rồi, ngày nay biết rồi. Dạ. Đâu, được chưa? Thấy đẹp đẹp rồi đó. Hôm nay liên tục luôn mà vậy đó hả? Trời ơi, liên tục mà nắng như mưa. Đâu, chở đi. Chở. À, mấy chú cũng vẫn còn làm tích cực để cho anh xong cái gì vậy? Nè, lấy cây bọt chứ dưới coi. Tôi đứng ở đây nó coi nó ba cao rồi. Mất nhiều rồi mấy, bọt xuống lỗ đó. Lỗ sao trước rồi. Thầy ơi, thầy, ra coi cái lỗ này ông giết trong trời ơi. Mấy cái chỗ đẩy nước đã dựng lên xong hết. Đó có cái dầu bự dữ dội lắm, cứ gãy thuốc. Gãy hả? Gãy. Dòng gió gãy hay gì? Gãy cái tre, cái tre bự. Thôi. Gãy thuốc. Lên coi ông gặp cái lỗ gì đó. Nóng quá, nóng nay đâu làm chết, ngồi coi kỹ mà, chứ đâu có mà nổi đâu. Lần giám đốc đó. Chết đi sống lại mà. Sao tình hình mình sao rồi nó anh Hùng? Dạ. Tình hình bữa nay mình làm xong không? Bữa nay là như các cửa ngõ mình nó tạm xong hết rồi đó. Bây giờ chỉ có cái chuẩn bị đưa cái xe qua vô gác à. Đó, bữa giờ ngắt. Bây giờ chỉ còn xe qua thôi chứ còn hình như khán đài chưa xong mà. Khán đài thì chưa còn cố đen không à. Ờ, khán đài hả? Ừ. Rồi lấy lại còn đi giải rồi chút đỉnh nữa à. Dạ. Ừ. Bữa nay xong luôn không? Xong luôn. Dạ. Yeah. Không xong thì mới. Mình còn làm tới bữa mấy được? 13, 14 gì rồi. Phấn đấu làm sớm nào tốt. Tới 15 là phải xong đó nghe. Ừ, chắc 17 không á. Vậy đó hả? Năm nay chắc là đã sớm rồi. Năm nay bữa 18 không xong cái gì? Làm có ban đêm luôn. Đường cả đâu, cả coi xuống không? Anh em là cố gắng làm lắm. Các anh cũng đang làm cái này hình như cái nóc của xe qua hả gì không? Ừ. Dạ. Xe qua giờ nó cũng đã ổn cái sườn rồi có gì. Cái dàn chữ này trong lễ đài hả anh Văn? Kính thưa quý vị, lúc nào mình cũng thấy anh Văn là chỗ nào mà khắc chữ là anh Văn có mặt.
Mình kế hoạch trước nhưng mà tới nay thấy cũng cặn kề, mà như công chuyện mình cũng hoài hoài hết chăng. Mỗi người đều có một cái năng khiếu, quý vị nhân dân thì chuyên gia ảnh khắc chữ, vẽ chữ và dán chữ. Cái chân dung thầy này chắc chân dung ở trên xe qua hả anh? Lúc mà chưa thỉnh chân dung về thì để chân dung này lên xe qua. Đông qua này lên đó. Chuẩn bị mà thỉnh chân dung đó, mình đưa chân dung mình xuống. Xuống rồi lúc nào đi thỉnh chân dung. Gì đó ha, đó đúng rồi. Chân dung xong rồi không được về chùa Đà Lạt, chân đưa chân dung này lên để có nghĩa là mà thỉnh chân dung ở Tổ Đình đem nhờ thầy đánh thỉnh chân dung thầy về đây về cho ăn vị dân chùa Đà Lạt xong cái về xe chở về đây có phần đi chân dung này lên à. Sau khi xin sửng này rồi bắt đầu đi công hành này dạ với là Thanh Châu kế hoạch của căng là em đang ráp cái nóc của xe qua đó quý vị. Chiếc xe qua rất là cực quý vị ơi. Có quen không? Dạ hả? Cái anh này anh đang nghiên cứu bẻ cái khung sắt này cho nó giống như cái hình này rồi. Rất là cực. Cái này là khung hình của xe qua ha. Cái miếng này mình có xài không? Cái đùi của cái xe qua nó quốc quốc lên rồi. Dạ hả? Anh tên gì, ở đâu hả? Sang. Sang hả? Ở Kiến An. Kiến An hả? Ừ. Anh bịt chơi khẩu trang là ai biết được đâu. Nhìn đâu ra. Ở thầy phòng phải bảo vệ này kia đồ nhiễm được. Ừ. Anh Sang ở Kiến An quý vị. Đang người hổm gài thì làm các biểu tượng khung cổng đồ bữa nay là trở lại làm xe qua rồi. Xe qua này chắc cũng dài dài hoài tới ngày 16 mới có rồi hả? Làm xe qua cũng cực quá, cực cao. Xe qua này để đi thỉnh chân dung thầy nè. Rồi xe qua thỉnh chân dung thầy ha. Làm phải cho nó dung thầy từ Tổ Đình kia đó. Rồi chúc anh mình đang làm phải nha. Kính thưa quý vị, chị Son là chị ở Vân Chùa Son hả? Son. Son. Dạ. Chị ở Vân Chùa đang ở tổ Mai Cờ Hoa. Mày nói Mai Cờ Hoa hôm nay như xong hết rồi. Dạ. Giờ mà tới Mai Áo Tràng á chị, phía bên trong Mai Áo Tràng á dạ. Dạ. Ở Tràng rồi mình chó ở đâu? Vô vô chùa. Đem vô chùa. Đem vô chùa ha.
Hình như cái chị ngồi trên cho bằng mai là em nhớ là như là bữa đó giới thiệu là chị sáu be đó hả? Sáu be phải không? Phải rồi. Mấy ông của bển cũng còn làm cài cài. Quê anh ở đâu? Dạ ở Hiệp Sương. Hiệp Sương? Dạ. Hiệp Sương ngay Sư Tử không? Ở ngoài Sư Tử một chút. Ngoài Sư Tử. Ông chuyên gia là tới Tết là ông đi quay phim đoàn đi núi nè. Biết đi chiếu không? Ủa có đi núi không chị? Con mà thì dân này đi trong ngày không? Không đi qua bữa nhau. Núi dạ. Là sáng đi thì có. Dạ hả? Dạ. Lên chở thì mình chia ra. Dạ. Dạ tôi cũng đi núi thường nè, sao tôi không thấy anh? Bởi vì tôi gặp anh là tôi biết liền. Dạ. Tại đi không đoàn ở ngay chỗ. Đi đoàn với cô bé Ni nè. Tôi đi đoàn ở dưới gái rồi anh đi đoàn ơi. Vì sao? Dạ. Gái rồi đi phải vợ của anh gì quá rồi. Anh Thỉnh hả? Dạ. Dòng họ bà con mà không nhìn chân à? Bà con. Hả? Tại vì Vậy là nó biết á. Nói bà Toàn nó vậy là nó biết, nó kêu bằng cô. Vì cô Bảy, cô Bảy Ni là còn làm hoài hả cô Bảy? Làm hoài vậy làm đó. Rồi tới ngày lễ là mình không làm nữa ha. Ngày lễ thì nghỉ lo đãi tiếp khách. Rồi chào tất cả các thành viên, chúc các thành viên mạnh khỏe nha. Dạ. Vui vẻ làm tốt tới ngày 17 thôi, tới ngày 7 thôi, 18 là mình ra phía trước. Ngày 18 tôi ở trong này rồi, đãi mẹ con này. Dạ. Ra phía trước mình đãi cho bắt đầu lo nước rồi, đãi. Dạ dạ dạ. Rồi chúc tất cả quý vị được mạnh khỏe, bình an, vui vẻ. Chào, chào cô ấy ơi. Dạ, cảm ơn. Cái này là ghế gì anh tên? Ghế cho mấy em nó tài thiên đứng nhảy này múa với mấy tiền nữ đồ đần nó nhảy lên đứng. Dạ, cái mấy cái ghế này đó hả? Tài thiên nhảy lên vô vô với mấy tiền nữ nó đứng dưới này nó đần, cái lúc tài thiên thấy nó nhảy lên cao nó đứng ba đứa nó đứng. Như vậy là ngày 10 đêm 15 là có làm rồi phải không? Diễn thiệt. Đêm mơ là nó diễn thử là nó mặc cái đồ xuống đi chạy cho nó đều cái khấu. Dạ đêm 15 có phải không? Mấy giờ mới diễn? Thì chẳng dạng đông khách thì quốc à. Đang em canh mai quay phim đó đêm 16 á. Đêm 16 nó diễn bị nó muốn đầu nó mới còn lòng lục chụp. 16 là chắc chiều cũng chưa xe qua chưa lại là lúc đó mình lại là tôi sẽ chào khán giả cho bắn phố giấy phố quà này kia nguyên ấy nhớ tới ngày đó cho chờ nghe 16 ở cho hay trước nữa tiếng tôi sắp xếp có số điện thoại chưa mà cho hay điện thoại đây thiếu gì ở đây không có đi đâu. Yeah. Rồi chúc cho chú bình an làm khán nha. Rồi cái này đồng cổ qua rồi lại đó. Hôm nay liên tục luôn mà chị đó hả? Mới tới đó đó hả? Rồi ngày nay bắt đèn dưới này là cũng như tạm xong rồi, mới kiểm tra lại nha. Đêm ơi tụi nó đi xe xuống đây cho nó chạy chương trình đó. Bắt vợt đứa này quýnh đứa kia sao cho nó ăn rơ rồi cái đêm 16 thì mới diễn. Treo cầu qua thấy đẹp lắm quý vị. Nơi đây là tổ đại sâm, nước suối. Ồ, hướng này xe qua cầu qua treo đẹp quá vậy. Mấy anh mình đang gắn đèn lại nha quý vị. Con đèn cho đẹp. Chơi cầu qua đẹp quá vậy. Bà con mình đang rửa xăng. Rửa xăng để chuẩn bị nơi đây là cái nơi che để quan khách ngồi nha quý vị, nên rửa xăng cho sạch.
chắc này hình thành đẹp rồi đúng không? Khán đài đã tạm ổn nha. Cô ơi, ở đâu mà cô bữa nay đăng ký rửa săn chuồng hay con? Cái Mương Kinh đó anh. Mương Kinh hả? Dạ. Yeah. Nguyên đội Mương Kinh mình hả? Dạ. Dạ. Cái này mắc có rửa xà bông không hả? Rửa dầu nữa, xào rửa dầu bông nữa. Chứng vừa lắm nghe. Ở nghỉ trà cho nó đỏ bùng đi. Rửa một quận chắc không hết quá. Dạ. Ở cho nó mệt, nó chóc bớt rồi nữa rồi mình thấy là lần nữa quý thận. À, này à, các cô, các chị, các anh em ở trên Mương Kinh nha quý vị. Giữa săn chùa. Bữa nay làm gì anh Bảy? Này lau xung quanh đứt không hết. Dạ. Rửa hả? Sao lau rửa hết luôn. Dạ. Trên dưới. Xong chưa? Xong chưa? Dạ. Mới vừa xong. Dạ hả? Rồi mới xong có người cúng liền đâu phải không? Ai vừa đâu? Rồi. À kính thưa gì hôm nay mình đi dạo qua một vòng ngày 13. Đến đây thì mình thấy tạm ổn. Bà con mình đi chùa cũng hơi đông không gì ơi. À, xin hẹn quý vị ngày mai tiếp theo ha. Hôm nay đến đây là xong. Kính mời quý vị bình an vui vẻ để đón ngày 10 lễ tháng 5 năm 83 năm ngày Đức Thầy Khai Sáng Đạo Phật Giáo Hoàng Hảo. Kính mời quý vị đón xem những tập tiếp theo.